제가 CityCup 조별리그부터 쭉 준비를. không khí đang rất nóng ở Hàn Quốc. Mọi sự chú ý lúc này đều dồn vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam. Nó giống như bầu không khí ở World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản vậy. Khi đó, ông Park Hang-seo nằm trong ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Tôi rất ấn tượng với những gì mà huấn luyện viên Park đã làm. Bóng đá Việt Nam bây giờ rất được quan tâm ở Hàn Quốc. Chúng tôi có mặt đây để có thể truyền tải trực tiếp bầu không khí trận chung kết lượt về. Người Hàn Quốc đang rất chú ý trận đấu diễn ra vào ngày 15 tới đây. <떡밥. 웃음> 형한테 던질게. 떡밥. 안녕하세요. 신짜오 B2B의 성재입니다. 집사부일체에서 큰 가르침을 주셨던 박항서 감독님, 우리의 파파항서 사부님이 이끄는 베트남 국가대표팀이 동남아의 월드컵이라고 불리는 스즈키컵에서 10년 만에 우승을 노리고 있다고 합니다. 와우. 이번에도 무패신화 항서 매직을 또 한 번 볼 수 있겠죠? 박항서 감독님 화이팅! 스즈키컵은 이번 주 토요일 밤 SBS에서 생중계되니까요. 저 성재도 꼭 본방사수하면서 응원하도록 하겠습니다. 스즈키컵에서 10년 만에 우승을 노리고 있다고 하는데요. 저희 SBS 집사부일체 우리 모든 멤버들이 응원하고 있으니까요. 꼭 항서 매직 꼭 해내시길 바라겠습니다. 화이팅! I apologize if it makes you feel...